khoảnh khắc mà Việt Nam có thể lật ngược lại thế cận tình thế và lấy lợi thế là do Việt Nam chú trọng vào bích những con bài đẩy lẻ để gỡ lại các mục tiêu khi mà đội bị mất lợi thế. Ví dụ như con bài Omen thì hầu như không thể solo thua bất cứ con tướng nào, và ở trận 2 mặc dù Fjord là một con bài ngang kèo với Omen thì bù lại đó lại có thêm Nuzlocke là một vị trí đi rừng để bù vào vị trí đẩy lẻ đó để lấy các mục tiêu. Nếu Long Nam bị áp đài trong những pha đẩy lẻ thì chiến thuật của anh em là em sẽ là người thay thế cho Long Nam. Thực ra thì con bài chịu vâng, con bài không có đối với Scoot, vì Scoot thì không có khả năng khống chế và cũng không có khả năng chúng ta được chịu vâng. Ngược lại thì chịu vâng là có sức mạnh là có nghĩa đó thôi. Chơi solo con lại thì mình cứ hồi hội đồng anh chiếm đó, nó chiếm ngay từ nhỏ thì cũng lớn được, coi như là lên sau lớn được, nhưng mà đó cũng chỉ là một cái cách thôi, mình có thể mình đánh nhiều bài khác được không đâu. Trận cái VN hôm nay là em không thích, sau đó là